này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán bốn tịnh lự không có tự tánh quán bốn vô lượng bốn định vô sắc không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy bốn tịnh lự không hí luận bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán tám giải thoát không có tự tánh quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy tám giải thoát không hí luận tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán tất cả pháp môn tam ma địa không có tự tánh quán tất cả pháp môn đà la ni không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy pháp môn tam ma địa không hí luận pháp môn đà la ni cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán pháp môn giải thoát không không có tự tánh quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy, pháp môn giải thoát không không hí luận, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán bậc cực hỷ không có tự tánh, quán bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân không có tự tánh. Nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận, vì vậy bậc cực hỷ không hí luận, bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán năm loại mắt không có tự tánh quán sáu phép thần thông không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy năm loại mắt không hí luận sáu phép thần thông cũng không hí luận này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa quán mười lực phật không có tự tánh quán bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng không có tự tánh nếu pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận vì vậy mười lực phật cũng không hí luận bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng không hí luận này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán đại từ không có tự tánh, quán đại bi, đại hỷ, đại xả không có tự tánh. Nếu Pháp không có tự tánh thì chẳng nên hí luận. Vì vậy, đại từ không hí luận, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không hí luận.